Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có khả năng hình thành qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m thiết lập trên khu vực Bắc Bộ, nên từ đêm mai, ngày 4 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 250 mm một đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Riêng khu vực Hà Nội từ đêm ngày 4 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét cấp 1.